vi sinh vật là một trong những loài xuất hiện đầu tiên trên trái đất. Chúng sự sống nhỏ bé nhưng lại là ông trùm sinh tồn và có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Khi nhắc đến vi sinh vật, hầu hết mọi người cho rằng chúng chỉ là loài có hại, gây bệnh, làm hỏng đồ ăn, làm quần áo bốc mùi. Chúng giết hàng triệu người mỗi năm và người ta làm mọi cách để giết vi sinh vật. Họ quên mất rằng vi sinh vật còn có mặt khác. Sự sống trên hành tinh chúng ta bắt nguồn từ vi sinh vật. Hàng tỷ năm trước, trong nồi lẩu trái đất sôi sục và độc hại, sự sống đầu tiên đã xuất hiện và là vi sinh vật. Chúng là cụ tổ của mọi sinh vật sống khác trên trái đất. Một loài vi sinh vật là Cyanobacteria vi khuẩn lam đã sản xuất ra hầu hết khí oxy trên trái đất, biến nơi đây thực sự trở thành ngôi nhà xanh của chúng ta. Ngoài ra, vi sinh vật còn dọn dẹp rác thải hữu cơ, là mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn, bảo vệ da chúng ta khỏi nấm và các vi sinh vật có hại và giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn. Nếu không có vi sinh vật, chắc chắn chúng ta sẽ không thể sống nổi. Tuy nhiên, hiện nay, loài người lại đang truy cùng giết tận vi sinh vật. Chúng ta lạm dụng kháng sinh quá mức, tiệt trùng quá nhiều, đẩy các loài vi sinh vật đến bước đường cùng. Tuy nhiên, theo nguyên tắc tiến hóa thông thường, vi sinh vật phải tìm cách sống sót. Một trong số chúng phát triển bí thuật kháng thuốc. Khi chúng ta dùng kháng sinh, hầu hết vi sinh vật sẽ chết. Tuy nhiên, một số ít sẽ phát triển khả năng kháng thuốc trong trận đánh. Bình thường, lũ này sẽ bị hệ miễn dịch tiêu diệt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, một số cá thể có thể thoát ra ngoài và truyền lại gen kháng thể cho con cháu, tạo ra hàng đàn con cháu. Sau đó, ở những lần chạm trán tiếp theo, chúng sẽ có thể kháng thuốc. Để chống lại vi sinh vật kháng thuốc, con người lại chế tạo các loại kháng sinh mạnh hơn. Cứ thế, một cuộc chạy đua vũ trang đã diễn ra. Tuy nhiên, con người luôn đi sau vi sinh vật một bước. Để chấm dứt cuộc chạy đua tàn khốc này, các nhà khoa học đang phát triển thể thực khuẩn vi sinh vật của vi sinh vật. Nhưng trước khi các nhà khoa học có thể sử dụng được chúng, ta cần hạn chế tốc độ của cuộc chạy đua vũ trang điên rồ này bằng cách chỉ uống kháng sinh theo đơn của bác sĩ và tránh lạm dụng các chất tẩy rửa, tránh sạch quá mức.